Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều ngày 9 tháng 8, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn tổ chức tọa đàm về các định hướng lớn quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2050, chuyên đề liên quan đến phương án phát triển và tổ chức không gian kinh tế, xã hội trên địa bàn các huyện. Báo cáo hiện trạng khu vực phía Bắc sông Hồng gồm 3 huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đại diện Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, đơn vị tư vấn lập quy hoạch thủ đô cho biết toàn khu vực rộng rãi 631 km², dân số khoảng 1 triệu người. Theo định hướng quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, xác định khu vực sẽ phát triển vùng đô thị tại hai huyện Đông Anh, Mê Linh. Đô thị vệ tinh Sóc Sơn là trung tâm giáo dục và đào tạo. Đây cũng là khu vực phát triển đô thị ở phía đông đường Vành Đai 4, khu vực nông thôn của các huyện là Hành Lang Xanh, Vành Đai Xanh và Niêm Xanh. Trong khu vực có sân bay Nội Bài, hệ thống khu cụm công nghiệp, khu vực có ga đường sắt trung tâm Bắc Hồng, một số công trình hạ tầng kỹ thuật như khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang. Đây cũng được xác định là vùng du lịch gắn với núi Sóc. Triển khai thực hiện QHC 1259 từ năm 2011 đến nay, khu vực này còn những điểm nghẽn, đó là sự liên kết và kết nối vùng, kết nối hai bên sông Hồng còn chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Dự án tạo việc làm và dự án chiến lược đã hoạch định nhiều nhưng chưa triển khai, chưa hình thành. Các dự án chậm triển khai, dự án treo theo mô hình khu ở dân cư làm ảnh hưởng tới mặt bằng phát triển. Tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý phát triển đô thị còn nhiều vấn đề. Nguồn lực đầu tư phát triển và chính sách phát triển chưa có đột phá. Trên cơ sở phân tích hiện trạng, đơn vị tư vấn đã đề xuất phương án phát triển khu vực phía Bắc sông Hồng gồm 3 huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn là thành phố dịch vụ, hội nhập quốc tế, trung tâm hành chính, thương mại, giao dịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao, phát triển du lịch gắn với bảo tồn di tích văn hóa, đóng vai trò động lực phát triển ở phía Bắc thủ đô. Về định hướng phát triển không gian, điều chỉnh mở rộng không gian phát triển trên toàn bộ lãnh thổ huyện Đông Anh, một phần phía Tây đường Vành Đai 4, một phần phía Bắc thị trấn Sóc Sơn, khai thác cải tạo tuyến sông Hồng, sông Cà Lồ, sông Thiếp, đầm Vân Trì, sông Ngũ huyện Khê là không gian cảnh quan đô thị, xây dựng đô thị năng động gắn với sân bay, mở rộng sân bay theo định hướng quy hoạch quốc gia. Cùng đó, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc trục xuyên ngã, trục Nhật Tân, Nội Bài, tạo dựng đô thị dịch vụ, hội nhập quốc tế, kết nối toàn cầu, phát triển đô thị theo mô hình TOD, thông minh, gắn với hệ thống giao thông công cộng. Ngoài ra, hình thành các trung tâm mới của đô thị, của khu vực và quốc tế, trung tâm hợp tác quốc tế, khu công nghệ kỹ thuật cao, trung tâm chuyển giao công nghệ mới, trung tâm tài chính giao thương quốc tế, trung tâm vui chơi giải trí, phát triển các khu thể thao quốc gia, cấp quốc tế, bảo tồn các di tích văn hóa lịch sử gắn với hoạt động du lịch, phát triển các khu vực nông nghiệp chất lượng cao gắn với khai thác du lịch, bảo vệ tuyệt đối hệ sinh thái rừng Sóc Sơn. Góp ý vào phương án phát triển 3 huyện, chuyên gia, lãnh đạo các huyện đều cho rằng để có định hướng phát triển phù hợp, có tầm nhìn dài hạn, bền vững, đơn vị tư vấn cần đánh giá rất rõ về hiện trạng và xác định nguồn lực để phát triển khu vực này. Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, khu vực 3 huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn nằm trong khu vực động lực phát triển du lịch quan trọng của thành phố, với định hướng hai cụm du lịch trọng điểm là Núi Sóc, Hồ Đông Quang, Vân Trì, Cổ Loa và nằm trên một trong hai tuyến vành đai du lịch quan trọng của thành phố là vành đai sông Hồng. Do đó, Sở Du lịch đề xuất đơn vị tư vấn quan tâm nghiên cứu địa điểm thuận lợi, ưu tiên các quỹ đất rộng từ 50 đến 100 hectare, phát triển các tổ hợp dịch vụ, du lịch hiện đại, chuyên nghiệp như tổ hợp thể thao gắn với du lịch, khu vực huyện Đông Anh, Sóc Sơn, tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao gắn với khai thác du lịch, huyện Mê Linh, Sóc Sơn, tổ hợp mua sắm outlet, huyện Sóc Sơn, Đông Anh. Về đề xuất cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho rằng, cần xác định Đông Anh là trung tâm của thành phố phía Bắc sông Hồng. Về phân bố không gian nên giữ nguyên, không có điều chỉnh, động lực phát triển là hai trục Nhật Tân, Nội Bài và Vành Đai 4. Ngoài ra, lãnh đạo huyện cũng đề xuất phát triển, chuyển hóa khu vực đất bãi sông Hồng theo hướng sinh thái, du lịch, thể dục thể thao. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh đề nghị, thành phố phía Bắc sông Hồng gồm 3 huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn cần được định hướng là đô thị loại 1 hoặc đô thị đặc biệt trong thủ đô. Riêng với quy hoạch đô thị Đông Anh trên cơ sở 3 tiêu chí xanh, ngầm, công cộng. Về kinh tế, chú trọng phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp sinh thái. Ngoài 3 vùng kinh tế tư vấn đưa ra, huyện đề xuất bổ sung vùng ngoài bãi sông Hồng
với hơn 2.000 hecta để phát triển đô thị sinh thái. Đưa ra đề xuất về phương án phát triển địa phương, Chủ tịch huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh cho rằng đơn vị tư vấn cần đánh giá kỹ hơn thực trạng địa bàn các huyện. Trong đó, Sóc Sơn là huyện đặc thù giáp với 4 huyện của 4 tỉnh đang có tốc độ phát triển rất mạnh. Trong khi đó, huyện còn nhiều hạn chế do thiếu quy hoạch, thiếu cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư. Do đó, mong muốn đơn vị có những đánh giá rõ những hạn chế về quy hoạch tại ba huyện để có cơ chế giúp ba huyện phát triển kinh tế, xã hội. Ngoài ra, khi mở rộng sân bay Nội Bài, huyện sẽ phải di dời lượng lớn dân cư, cần tư vấn đánh giá những tác động của các dự án quốc gia ảnh hưởng đến địa bàn. Về du lịch, huyện có cảnh quan núi Sóc, rừng, hồ, đề xuất nghiên cứu kinh tế đêm tại khu vực này. Sau khi nghe ý kiến đề xuất của lãnh đạo các huyện, sở ngành và chuyên gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải yêu cầu các huyện, đơn vị tư vấn bám sát yêu cầu của khung định hướng quy hoạch để thống nhất trong việc đưa ra định hướng phát triển cho các huyện, đồng thời thể hiện rõ hơn và sâu hơn những yếu tố mới, đột phá, tầm nhìn dài hạn và khát vọng trong phát triển từng địa phương. Về nhiệm vụ xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô, trong đó có thành phố tại khu vực phía Bắc sông Hồng, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn đã được nêu rõ tại nghị quyết số 15 NQTW của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải khẳng định, mô hình này được xác định sẽ là nguồn lực, động lực trong tương lai của Hà Nội. Do đó, các đơn vị cần nhận thức tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, với sứ mệnh đem lại động lực mới, nguồn lực mới, không chỉ cho ba huyện mà cho cả thành phố và vùng đồng bằng sông Hồng. Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết quận Hoàn Kiếm là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của thành phố thuộc diện phải sáp nhập trong 2 năm tới. Cụ thể, đối chiếu quy định hiện hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quận Hoàn Kiếm đạt 100% tiêu chuẩn về dân số, nhưng chỉ đạt 15% về diện tích nên thuộc diện phải sáp nhập. Không đồng tình với quan điểm sáp nhập quận Hoàn Kiếm, chia sẻ trên báo VN Express, độc giả Minh Phương Hoàng nhận định, quận Hoàn Kiếm là một trong 4 quận đầu tiên của Hà Nội có lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời. Tôi sinh ra và lớn lên trong phố cổ. Đối với tôi, những con phố, di tích, địa danh đều rất thân thương, gần gũi và gắn liền với tuổi thơ. Theo tôi, không nên sáp nhập vì đây là vấn đề lịch sử, truyền thống, không thể chỉ mang diện tích ra để so sánh. Hơn nữa, mật độ dân số và hoạt động kinh tế trong quận Hoàn Kiếm rất lớn, quản lý đã rất phức tạp rồi, giờ sáp nhập vào đâu cũng gây khó khăn trong quản lý hành chính, tốt nhất nên để nguyên như cũ. Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Yêu Tổ Quốc đặt dấu hỏi xung quanh kế hoạch sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Thử hỏi sáp nhập quận Hoàn Kiếm vào quận nào, Ba Đình, Đống Đa hay Hai Bà Trưng, đó cũng là những cái tên đã đi vào lịch sử, không thể xóa được. Chưa kể, quận Đống Đa từng tách một phần thành quận Thanh Xuân, Ba Đình tách một phần thành quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng tách một phần thành Hoàng Mai. Chừng đó là đủ biết không nên sáp nhập vào quận nào trong ba quận đó. Trong khi đó rất khó nhập vào quận Long Biên vì địa giới tự nhiên chính là sông Hồng, nhập vào sẽ không phù hợp với quy hoạch địa lý theo tự nhiên. Lo ngại việc sáp nhập sẽ gây nhiều phiền toái, hệ lụy tiêu cực trong thủ tục hành chính, độc giả ATT phân tích, thời điểm này, chúng ta cần ổn định các đơn vị hành chính, tránh tách, nhập, gây phiền toái không cần thiết. So với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều quận nội thành với diện tích còn nhỏ hơn Hoàn Kiếm như quận 4, 4,18 km2, quận 5, 4,27 km2, quận Phú Nhuận, 4,88 km2, nhưng chưa đặt vấn đề sáp nhập. Vì tuy quận có diện tích nhỏ, nhưng dân số rất lớn, đây là đặc điểm của các đô thị đặc biệt, nên xin được có ngoại lệ, sáp nhập lại sẽ gia tăng dân số, gây quá tải các cơ quan hành chính. Trong khi đó, với quan điểm trái chiều, bà Đọc Chuối lại ủng hộ việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Bây giờ, nhìn vào thì khó có thể đưa ra đề xuất sáp nhập với địa phương nào. Tuy nhiên, Hà Nội có 176 đơn vị cấp xã phải sáp nhập. Trong số này, có lẽ bao gồm khá nhiều phường ở khu trung tâm. Thiết nghĩ, thành phố nên đưa ra phương án sáp nhập lại các phường trước. Sau đó, căn cứ vào địa giới, các phường sẽ dễ có câu trả lời cho việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm với quận nào là hợp lý. Dân số lớn không phải vấn đề. Hiện nay, mọi dữ liệu dân cư đã được số hóa, cần phải tận dụng điều này để tinh gọn bộ máy. Như tại Trung Quốc, họ cũng đã sáp nhập nhiều địa phương trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Đơn cử là quận trung tâm nội đô lịch sử của thành phố Thượng Hải là quận Hoàng Phố, đã rộng 20 km2, dân số 700.000 người. Vậy tại sao chúng ta không làm được? Đồng quan điểm, độc giả Mr. Ha nhấn mạnh, nên xem xét và sáp nhập thêm một số quận huyện, phường xã và một số cơ quan hành chính nữa như quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm với quận Tây Hồ như Xuân Đỉnh, Xuân Tảo. Có sáp nhập thì mới tinh giản được lao động gián tiếp, giảm gánh nặng cho ngân sách, hiệu quả công việc của công viên chức cao hơn và có thể tăng lương phù hợp hơn. Với sự trợ giúp của công nghệ kỹ thuật và viên chức có năng lực sẽ đảm bảo tốt lượng công việc hiện tại. Chỉ cần sáp nhập những phường giáp ranh của quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng là vẫn giữ nguyên được cả 4 quận. Ví dụ, đoạn Hòe Nhai, Cửa Bắc, Phúc Xá thuộc quận Ba Đình
cho nhập vào Hoàn Kiếm vì các phố cổ rất sát nhau. Tại quận Đống Đa cho nhập đoạn di tích lịch sử Văn Miếu, Nguyễn Khuyến vào tăng nguồn thu du lịch. Còn quận Hai Bà Trưng cho nhập khu thương mại Sầm Uất, phố Huế, Bà Triệu, nên biến quận Hoàn Kiếm thành nơi hội tụ tinh hoa như quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh, Ban Đốc chính Hoàng Minh đề xuất. Quận Hoàn Kiếm nằm ở trung tâm đô thị Hà Nội với 18 phường, rộng 5,29 km2, dân số gần 156.000. Đây là quận có diện tích nhỏ nhất Hà Nội, giáp quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Sông Hồng. Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quận phải có diện tích tối thiểu 35 km2, dân số 150.000. Trong 2 năm tới, các đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích dưới 20% và dân số dưới 200% tiêu chuẩn sẽ phải sáp nhập. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.